cầu con trông tự nhiên nha, theo yêu cầu của các bạn đó. Thì ngay bây giờ các bạn hãy cùng theo chân chị em mình xem hôm nay chúng mình sẽ tìm được những món đồ gì ăn nha. Đi thôi. Lộc TV, hãy ấn vào đăng ký để theo dõi. Ô, qua kia. Chuối chín thì ăn ngon, còn chuối xanh thì chát lắm. Thôi mình đi tìm quả khác đây. Quả cam. Ui, quả cam này chắc là ngọt lắm đây. Đây là cam vinh đấy. Ê, đây bị đắng thế. Thôi đi tìm quả khác ăn. Ui. Ồ, quả mẫu đơn này. Ui. Ngon lắm đấy các bạn ạ. Ngon tuyệt. Ui. Ui, quả của nó cũng ăn được, chắc khoa nó cũng ăn được đây. Ê, nhạt tuyệt, chẳng có vị gì. Thôi mình đi tìm quả của nó để mình ăn. Quay lạ, hôm trước vừa thấy quả dưa ở đây, sao hôm nay không thấy nữa rồi? Hay là ai ăn của mình rồi? Phải tìm mới được. Đây rồi. Ui. Ý. Wow, đây này các bạn ơi. Hôm trước nó vẫn còn xanh, hôm nay nó chín rồi này, mời các bạn nha. Ý. Ngon này. Ngon lắm luôn đi các bạn ạ. Dưa ngon tuyệt vời các bạn ạ. Wow, mọng nước luôn. Ngon hết sảy con vào bẫy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đi tìm quả nữa để ăn. Đó thì bắt được em. Đúng rồi. Ui, ui, ui. Tổ chim này. Ui, tổ chim này. Ui, ở trong này có mấy con chim non luôn. Em Tú ơi, lại đây chị Bảo. Nhanh lên. Có tổ chim đây này, nhanh lên. Tổ chim hả chị? Ừ, nhanh lên. Đây này, tổ chim đây này. Wow, ở trong này có mấy cái con chim non đây này. Xem thử nó biết đường bay lên nhá. Ui, cái gì đấy chị? Nó ỉ ơi em ạ. Ui, 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 nó biết bay rồi chưa? Ui, wow, nó biết bay ở đấy các bạn ạ. Ui, đây. Wow, đây này, chim đây này các bạn ơi. Ôi, con chim này các bạn ơi, để mình lấy xúc xích ra cho nó ăn. Ê. Đây, ăn nhá chim nhá. Mày ăn đi, ăn nhanh cho nó lớn để kiếm mồi ăn nhá. Đây. Ơ, sao con chim này nó không ăn xúc xích đấy nhở? Chim nó chỉ ăn sau thôi, con mà chỉ ăn xúc xích thì có ạ. Ha, thế để chị thử xem con chim này biết bay chưa nhá. Vâng. Chim ơi bay đi. Bay đi, bay đi nè. Bay đi. Ô, con chim này chưa biết bay à? Bay đi nào chim ơi. Wow, nó bay được rồi các bạn ơi. Ui giỏi quá, con chim này bay được các bạn ạ. Thế thôi, bây giờ hai chị em mình sẽ đi kiếm đồ ăn để ăn nha.